Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay túi da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những cái sản phẩm mới. Và video của túi da Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nha. Và chuyển khoản trước thì shop sẽ có chính sách hỗ trợ phí ship. Những mặt hàng mà shop giảm giá ha thì phí ship 30. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc cặp laptop thương hiệu Layboy. Layboy là một thương hiệu ha, rất là nổi tiếng dành cho quý ông ha. Và về chất liệu thì da thật 100%, và kích thước bề ngang là 37 ha, bề ngang là 37, chiều dày là 7 và chiều cao là 25. Thương hiệu Playboy ở đây và màu đen, và sẽ có một cái khóa cáo nguyện ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp nhập hiệu thương hiệu, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, một ngăn ở đây và một ngăn đây có một cái khóa cáo miệng thương hiệu Playboy dập nổi trên miếng da để mình xách tay và mình đeo chéo ra được ha. Da thật 100%. Dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Lên giùm shop một cái mã là 0508 690k. 0508 ha. Và một chiếc cặp thương hiệu Samsonite. Da thật 100%. Samsonite là một thương hiệu của Mỹ ha. Kích thước bề ngang 38, chiều cao 28 và cái bề dày là 8 ha. Để mình xách tay như thế này, cặp này đi hộp rất là đẹp luôn, rất là vip. Và dây đeo là da luôn, quân da hết. Và ở đây sẽ khoen khóa nó bị oxy hóa một chút xíu như thế này. Và ở đây mình mở ra thì sẽ có một ngăn ở đây dập hiệu thương hiệu Samsonite. Đây đựng bút đựng viết ha. Đây là miếng tích da dày dặn và chắc chắn. Và một nhân đây có một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong là lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Samsonite. Xách tay và đeo chéo lên giùm shop một mã là 5877 ha, 1.100.000. Hôm nay shop sẽ giảm còn 790 ha, 5877. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha, da thật 100% thương hiệu Yacon. Trên dập hiệu ở đây và phen khóa là rất là ok, dập hiệu thương hiệu Yacon hết ha. Kích thước bề ngang là 36, chiều cao là 24 và cái bề dày là 8 ha. Để mình xách tay và mình đeo chéo da thật 100%. Ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây và hai ngăn ở đây, bên trong dập hiệu thương hiệu Yacon, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, da thật 100%. Xách tay và đeo chéo đều rất là ok. Lên nhìn số một cái mã là 0495 490k. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha. Màu này là màu nâu sô cô la, da thật 100%. Dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Kích thước bề ngang là 37, chiều cao 26 và cái bề dày là 8. Xách tay và đeo chéo đều được ha. Da thật 100% ở đây, và sẽ có hai ngăn, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp á, dập hiệu thương hiệu. Và hai ngăn ở đây và dập bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu rất trên đi. Và còn mã có tới đây và một ngăn đây sạch đẹp. Xách tay
và đeo chéo rất là ok. Lên giùm shop một cái mã là 0456 ha, 590k. Và một chiếc túi xách tay đi tiệc các thương hiệu Hanamori, gia sứ Phương Tâm, kích thước bề ngang 22, chiều cao là 13 và cái bề dày là 14 ha, để mình xách tay như thế này. Và ở đây mình mở ra thì bên trong sẽ có một cái kiếng để mình coi ha. Và ở đây là miếng tách che ha, da thật 100% thương hiệu Hanamori, rất là vip và xịn sò luôn đó. Để mình xách tay đi tiệc á, rất là xinh xắn luôn, màu đen. Lên giùm shop một cái mã là 9571 á, 1.990.000. Hôm nay shop sẽ giảm còn 1.500.000 ha, 9571, 1.500.000. Và cái đến đó là một chiếc cặp laptop á, thương hiệu Bonsi, giá thật 100%, kích thước bề ngang 38, chiều cao 26 và cái bề dày là 9 nha. Để mình xách tay và mình đeo chéo. Ở đây da bò hạt nha, có một cái phá cái miệng đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp và dây đeo. Dây đeo là dây chất liệu vải ha, dây kèm theo. Và có một cái phá cái miệng ở đây. Bên trong một ngăn đây đựng laptop và hai ngăn nhỏ đây. Dập hiệu thương hiệu Bonlassi Leder. Và một ngăn ở đây thật đẹp. Đây là miếng tách che ha, da thật 100% hết. Ven khóa. Dập hiệu thương hiệu Bonlassi. Da thật 100%. Xách tay và đựng laptop rất là ok ha. Những chiếc da thì mình xài rất là bền ha. Lên giùm shop một cái mã là 0461 590k, 0461 590. Và một chiếc cặp laptop thương hiệu Saxen, dây đeo dập hiệu thương hiệu ha, kích thước bề ngang, bề ngang 39, chiều cao 28 và cái bề dày là 9. Để mình xách tay và đeo chéo, da thật 100%. Và ở đây sẽ có một cái nút hít 500, hít lại rất là chắc. Và một cái khóa cá miệng ở đây. Bên trong lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây để đựng laptop rất là ok. Và hai ngăn ở đây thương hiệu dập nở trên cái miếng da đây. Và có một cái phát cái miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một cái mã là 0528 ha, 690k. Và cái đến đó là một chiếc túi du lịch ha, da da ghép, da thật 100%, da kỳ nhông ghép lại với nhau, kích thước bề ngang 40, chiều cao là 30 và cái bề dày là 19. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây. Bên trong là lót vải nhung ha, sạch đẹp. Và một cái khóa cá miệng ở đây. Ở đây nó sẽ có một cái vết như thế này ha. Và bên trong là vải nhung sạch đẹp. Lót vải sạch đẹp á. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha. Lên giùm shop một cái mã là 9566 390k. 9566 390. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha, thương hiệu Boston Ten, da thật 100%, còn
tác hiệu Boston Ten và miếng tích da đây, da thật 100% ha, dày dặn và chắc chắn. Kích thước bề ngang 41, chiều cao 25 và cái bề dày là 8, để mình xách tay và đeo chéo. Da thật 100% ở đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Boston Ten. Và một ngăn ở đây sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Boston Ten. Và một ngăn ở đây là vững nhất ha. Bên trong sẽ có thương hiệu Boston Ten đây. Và một cái khóa cáo miệng ở đây. Và một cái ngăn chuyên dụng để đựng laptop ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Boston Ten. Lên dùm shop một mã là 0583 690k. Boston Ten là thương hiệu của Italy ha. Boston Ten đây, Italy. Và cái đến đó là một chiếc cặp laptop da thật 100% và da ghép, da đan ha, da đan lại với nhau. Kích thước bề ngang là 37, 38 ha, chiều cao là 27 và cái bề dày là 8, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Da thật 100%, phía sau sẽ có một ngăn ở đây, bên trong là lót vải nhung ha, thật đẹp. Và một ngăn ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây, hai ngăn nhỏ đây, ở đây đựng bút đựng viết ha, và một ngăn chuyên dụng để đựng laptop. Da thật 100%, xách tay và đeo chéo. Lên dùm shop một mã 0511 ha, 0511 590k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay có thương hiệu ha, chiếc xe Collection. Kích thước bề ngang 26, chiều cao là 20 và cái bề dày là 16 ha. Để mình xách tay như thế này, da thật 100%. Và ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong lót vải ha, sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Collection. Và một cái khóa cáo miệng ở đây sạch đẹp hết ha, hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp. Để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một cái mã là 0028 ha, 490. Và một chiếc túi xách tay và đeo vai màu đỏ đô, da thật 100%, có thương hiệu. Kích thước bề ngang là 28, chiều cao là 28 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo vai đều được. Da thật 100%. Ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết 500, và một ngăn ở đây bên trong lót vải sạch đẹp, ở bên trong lót da sạch đẹp á, có thương hiệu ở đây Italy ha, thương hiệu Italy. Và một cái khóa cáo miệng ở đây, da đà điểu thật 100%. Lên dùm shop một cái mã 9965. Hôm nay shop sẽ giảm còn 609. Và một chiếc túi xách tay đào điểu, da thật 100%, màu đen. Kích thước bề ngang 27, chiều cao 23 và cái bề dày là 15. Để mình xách tay như thế này,
và có chứng nhận Sierra, chứng nhận da thật 100%. Và ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp ha, và một ngăn đây và một ngăn đây, hai ngăn, và có một ngăn ở giữa là bự nhất, bên trong là lót sạch đẹp hết ha. Lên dịp shop một cái mã là 6739, hôm nay shop sẽ giảm còn 590 ha, 6739 590. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay da đặc lạ ha, da thật 100%, da cực kỳ dày, kích thước bề ngang 32, chiều cao 23, và cái bề dày là 9, để mình xách tay như thế này. Và đây mình mở ra thì bên trong sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, để mình xách tay đi tiệc cũng rất là sang ha. Cái khóa còn vàng ươm, sáng bóng như thế này. Lên dùm shop một cái mã là 9937 ha, 609. Và một chiếc cặp da cực kỳ dày, như da voi luôn, có thương hiệu, kích thước bề ngang 38, chiều cao 26, và bề dày là 12, xếp tay và đeo chéo đều được. Và ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng này, bên trong lót vải sạch đẹp và dây đeo chất liệu là vải dùng chắc chắn ha. Ở đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây, và bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Boston Ten, và có một cái khóa cáo miệng ở đây, phen khóa dập hiệu thương hiệu Boston Ten hết ha. Da dày như da voi, một ngăn đây, và phen khóa dập hiệu Boston Ten, một ngăn chuyên dụng để đựng laptop. Lên dùm shop một mã là 5158 ha, 590, hôm nay shop giảm còn 390, 5158 390. Và kế đến đó là một chiếc túi tay màu đỏ đô, kích thước bề ngang 28, chiều cao 25, và cái bề dày là 9, để mình xách tay như thế này và mình đeo vai dạng kẹp nách đều được ha. Và đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây, dập hiệu thương hiệu, và một ngăn ở đây có một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong là lót da lợn rừng, một ngăn ở đây và hai ngăn ở đây, dập hiệu thương hiệu ở đây. Cuối này mình xách tay đi làm công sở rất là đẹp luôn ha. Lên dùm shop một mã là 590k. Và kế đến đó là một chiếc túi và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Charles Jordan, màu trắng kem, da thật ha, kích thước bề ngang là 23, chiều cao là 18, và cái bề dày là 7, để mình đeo chéo rất là ok. Và đây sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong sạch đẹp, và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Và có một cái khóa cáo miệng ở đây sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 0019 509. Và một chiếc cặp laptop da thật 100% thương hiệu Rimmer Merley,
kích thước bề ngang 39, chiều cao 27 và cái bề dày là 10. Nếu mình xách tay và mình đeo chéo, ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ha, dập hiệu thương hiệu, thương hiệu là Runnermly, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây là lót vải sạch đẹp hết ha. Ở đây đựng bút đựng viết, và một ngăn ở đây, hai ngăn ở đây, một ngăn ở đây, và có một cái khóa kéo miệng đây, thương hiệu Runnermly, dập nổi trên cái miếng da, da thật 100%, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Đã dùng shop một cái mã là 5862 800 giảm còn 509 ha. 5862 509. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai da thật 100%. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 26, chiều cao là 21 và cái bề dày là 14. Để mình xách tay và mình đeo vai dạng cặp nách ha, da rất là dày dặn và chắc chắn. Ở đây sẽ có một cái nút khích 500 và thương hiệu Kitamura, chụp nổi trên cái miếng da, và một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp hết ha. Và ở đây sẽ có nút khích 500 để mình xách tay và mình đeo vai dạng cặp nách. Lên dùm shop một cái mã là 9936 ha, 609, hôm nay shop sẽ giảm còn 509. 9936 509. Và kế đến đó là một chiếc túi thương hiệu Charion, da thật 100%. Kích thước bề ngang 23, chiều cao 27 và cái bề dày là 7. Để mình đeo chéo, dây đeo chất liệu và vải dù, dập hiệu thương hiệu Charion, da thật 100% ở đây. Và đây sẽ có một cái khóa kéo miệng, bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Charion, và một ngăn ở đây sạch đẹp đó. Ở đây đựng bút đựng viết, và có một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây dập hiệu thương hiệu Charion, có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp hết, da thật hết ha. Lên nhìn shop một cái mã là 0541 ha, 509, 0541 509. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Yaru, dây đeo chất liệu là vải dù ha, dập hiệu thương hiệu Yaru, khoen khóa còn sáng bóng. Kích thước bề ngang 34, chiều cao 23 và cái bề dày là 7 ha. Để mình đeo chéo rất là ok, da thật 100% ở đây, và thương hiệu ở đây dập nổi trên miếng da. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây hết 500, và một ngăn ở đây, bên trong dập hiệu thương hiệu Zaru, và có một cái khóa kéo miệng ha, và một ngăn ở đây nữa sạch đẹp hết ha. Và ở đây có một ngăn chuyên dụng để đựng iPad và các quyển sách giấy tờ tùy thân. Lên dùm shop một mã là 0478 ha, 409. Và một chiếc túi xách tay da thật 100%, kích thước bề ngang 35, chiều cao 24 và cái bề dày là 17 ha. Để mình xách tay như thế này, và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp, và có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay như thế này, lên dùm shop một mã là 979574 ha, 609, hôm nay shop sẽ giảm còn 409 ha. Ở đây là chiếc túi da thật kết hợp với
Ở đây là Yahoo, những cái viền này là Yahoo và dòng Blended Riva ha, là chuyên sản xuất về túi về Yahoo. Lên dùm shop một cái mã là 9574 409. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha, da dày nhiễm da vôi, da thật 100%, kích thước bề ngang 23, chiều cao 24 và cái bề dày là 8 size và đeo chéo, da thật 100% đây. Và đây sẽ có một cái bát cái miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây hết 500 và một ngăn ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp hết, có một cái phát cá miệng đây sạch đẹp. Lên dùm shop một cái mã là 0553 509 0553 509. Và một chiếc túi đeo chéo ha, da thật 100%, kích thước bề ngang là 23, chiều cao 28 và cái bề dày là 10 ha. Để mình đeo chéo rất là ok, da thật 100%, một ngăn ở đây hết 500 và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong thương hiệu là thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Túi này mình đeo chéo đựng những vật dụng hàng ngày rất là ok ha. Lên dùm shop một mã là 0558 ha, 509. Kế đến đó là một chiếc túi thương hiệu Sachi, da thật 100%, kích thước bề ngang là 21, chiều cao là 26 và cái bề dày là 9 ha. Để mình đeo chéo rất là ok, da thật 100% ở đây. Và đây sẽ có một cái nút hết 500 và một cái khóa cái miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp, một ngăn đây. Và thương hiệu Sachi dập nổi trên cái miếng da và có một cái khóa cái miệng sạch đẹp hết ha. Lên nhìn shop một cái mã là 0554 509 0554 509. Và cái đến đó là một chiếc túi da chéo da vôi da da kỳ đà ha, da thật 100%, xách tay và đeo vai và đeo chéo thì hơi ngắn ha. Màu này là màu xanh, kích thước bề ngang 25, chiều cao 24 và cái bề dày là 13 ha. Xách tay và đeo vai, da thật 100% ở đây. Và đây mình mở ra dạng bút kết bút miệng thì bên trong lót sạch đẹp hết ha. Một ngăn ở đây sạch đẹp, thương hiệu Paco Rabanne của Pháp ha, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một cái mã là 9938 709, hôm nay shop sẽ giảm còn 409 ha. 9938 409. Và cuối cùng đó là một chiếc túi xách tay kích thước bề ngang 23, chiều cao 15 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này. Và ở đây sẽ có một cái nút 500, bên trong dập hiệu thương hiệu chữ K ha, và có một cái khóa cá miệng ở đây. Sạch đẹp phát thương hiệu Kito, dòng nổi trên cái miếng da ha, da dạng xúc phân tâm, xách tay như thế này. Độ mới khoảng 80%, lên dùm shop một cái mã là 0032, hôm nay shop sẽ giảm còn 409 ha. 0032.
490. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Tạm biệt cô chú anh chị.